Nhìn tôi chết không? Nhìn tôi chết không? Nhà cái áo đều nhất thì mình chưa mở được. Cái gì cơ? Nhanh lên, sắp ngủ rồi. Thông đêm Ngủ đi, cái hôm áo nay thì sinh nhật ông mà. vẫn đợi rồi còn ngủ. Mấy tuổi rồi còn ngủ? Mai được nghỉ nữa, mai chủ nhật. Không, mai tôi đi học. Mai chủ nhật học đi. Đi học thì thức mẹ đến sáng rồi đi. Và nếu trên đường đời ta quay lưng không nói một lời, và nếu Ông nói thì im đi. để im, tao đang hát bài hát hay này. Hay thế ơi. Có lẽ chúng ta đã trở nên mới hơn, lạ hơn, nhiều điều thú vị hơn. Có lẽ là như vậy. Một có lẽ. Và có lẽ. Và có lẽ. À, có Có lên tắt mic không nhỉ? lẽ. Để xem không nữa. Theo Sao theo nó không theo vào à? Nó đang làm gì ấy? ai biết Sao làm gì mà lâu ấy nhở? Phương à, Phương ơi, Phương à, đâu có đây Phương đâu. Hãy để lại một dấu hiệu. Được chưa? Tao đi. Ok, Ok. bắn trận vũ Phát đi, phát hót đi, phát này, đợi Phương xong. Phương vào xong. đi. Ôi trời ơi. Tụi đâu. You can say po na 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 po na na na. Nhảy chưa nhở? À, bắn chế độ kiểu chết không phải hồi sinh ấy. Viện Thật tay thế đi, à? viện tay đi. Nhảy bừa đi, nhảy chỗ nào? Nhảy đúng Chết không? thật Tự có đéo. súng luôn mà, tự có súng luôn mà. Nhưng mà phải tập trung mà, tập trung mà, không là mỗi người một góc mà dễ chết lắm. Bắn tập trung mà thì nó mới ấy. Tập trung vào đây, tập trung vào đây. Súng gì đây? À, súng 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 to. Xuống đi, xuống nơi nghe tiếng súng giòn vãi. Nó hụt scalar bắn xa như kia đấy. Thằng bị bắn đéo chết ạ. Block thôi. À chết rồi, chết Ôi rồi, cái chết. tẹt nó bắn Mình bắn tôi, chết. chúng tôi. Một thằng. Ủa chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Nhìn này. Oh, chị. Ủa Oh thằng nào my bắn tôi đấy? god. Rồi à? Ủa sao chưa thấy hồi sinh nhỉ? À đây hồi sinh nhỉ? Nhầm luôn. Qua chỗ đây. Bắn bắn lên, vào mặt đây mà. Ủa đi, vào mặt là chó nó trên đồi bắn tôi, cứu tôi. Ngay sau lưng mình ạ. Đã à, xuống đây, Đạo xuống đây, ơi, xuống đây. cứu tôi, Đạo ơi. Cái gì vậy? Đạo ơi, sao đứng đơ mặt thế kia Đạo? Đạo ơi. Hả? Hả Có chỗ cái cướp. nào?
Ông đang làm cái gì đấy, kiếm tôi. Nó trên đồi kìa. Thằng chó này bắn tao đến giờ. Ơ làm sao để chuyển thành single nhỉ? Ấn B B B B B B B B nha. Chuyển mất rồi. Ấn B B B. Có đạn không? Có thằng nào có đạn không? Ra đây cho này. Đâu đâu đâu. Ngon. Xin xem càng cảm ơn. Tốt nhất đồng chí đi về. Đợi đến đầu về chiều thì mai ra mới gặp được. Sao ông cho tôi nắm đạn đấy? Tôi điên tốt vậy. Cảm vậy lên đồi. Tôi nhặt thằng mấy xác tiền thì cảm thấy tự nhiên nó không ổn lắm. Tự nhiên ông đạo lại cho những 80 viên đạn. Trên đồi đang bắn nhau mà ông kìa, điên đấy đây. Ôi lên lên trên đồi đi. Tên mình lên thứ ba này, không giết người không, không lên không giết người được. Không giết người được thì team vẫn cứ top best thôi. Game này phải tiếp người. Đi vòng đường khác, vòng sườn này này. Đi vòng sườn này, đang đi vòng sườn này. Phong ơi đi theo tôi, Phong ơi. Đi thẳng chính diện. Rồi đấy mới ngảo ngay mà. Ui dồi ôi. Đi theo tôi không đi. Cứu 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 cứu. Ông đang đâu? Cứu. Cách 140 mấy mét. Ấy mạnh đây gần đây rồi. Gần đây nhưng mà có thằng nào nó bắn ông không? Không sợ không? Dạ. Đi 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 đi. Nạn nhân là một cô gái thành nghề tiếp viên nhà hàng. Chạy theo tôi, chạy theo tôi, chạy theo tôi. Công nhân. Tôi chỉ máu, em nằm máu. Chưa chết rồi mà. Chưa đã chết đâu, mày điện. Bốn chân. Bốn chân. Chưa. Chưa. Dạ. Chưa sinh. Một mình xăm được ngay trái. Mình vừa bắn kinh cái lồi. Dạ dọc tử. Chị không phải là. Mình bắn kinh vẫn luôn. Ui ôi. Ui nó bắn kinh nhở. Game này game cứ chết là xuống. Mình là rank 3/5. Rank 1 chứ này là rank 3/5. Đây tôi thấy ghi cho rank 3/5. Đúng rồi. Sao không có thằng nào để bắn mà sao? Đùa. Nó xuống okay, kia nhặt tinh thủ lút xác để lấy order à? Viên đạn đi. What the? Rồi có hơn chưa kia rồi, thoải mái đi. Nếu có thì tìm tất cả những quan hệ cần xa của người tử báo được mất tích. Để có làm được không? Dạ. Ấn si và chạy nhanh. Phải giờ mới biết à? Một thằng. Quá. Ô tốt việc chưa mạnh ơi, cứu mạnh ơi, cứu 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 cứu. Không làm đâu ấy, ô thằng. Không làm đâu. Mạnh ơi, cứu cứu mạnh ơi. Trên đôi, trên đôi, trên đôi. Xa thế. Ôi, 3 4 thằng kìa. Ô cứu cứu cứu. 3 thằng mấy mấy cứu cứu. Anh càng lên anh càng chết. Đây rồi, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Cứu cứu. Mấy thằng trên này thôi, mấy thằng dưới này. Bắn mất bao nhiêu máu rồi. Đây này, đây này. Cứu cứu cứu. Đang đang đâu? Ấy đang gần đâu rồi đây rồi đây này đây rồi mạnh ơi có thằng dưới nhá ba thằng biết rồi có thằng dưới mấy thằng ấy còn hai thằng nữa chọn nó đâu nào mà nó đi vào đây nó đông ấy nhỉ? Tên chúng nó toàn nhặt chỗ một tí ngã. Ở bên này có thính này kiểu gì cũng rất là đông người. Kia có thằng kìa. Đâu? À, trên này, trên này, trên này, trên này, trên này. Hai thằng ạ, hai thằng hai hướng. Thôi thua rồi. Top 3. Ôi, top 3 trên 20 được rồi. Top 3 nhà ông ơi thì chơi cái này phải top 1 top 3. Ờ có cái xong chưa nhỉ? Xong chưa?
Minh. Anh muốn nói chuyện với em một chút. Anh chuyển máy nha. Chơi đâu ạ? Yeah. Ok, vào đây. What the fuck? Hôm nay ông bật phim gì đấy? Rồi bắn nốt trận vậy. Chắc là bắp giống kiểu này nhỉ? Tôi tập tập kiểu gì nhỉ? Có chuyện gì? Teleport loạn lên. Tôi nói quá là được rồi. Vô đi. Em chỉ nhờ anh sư ra dùm em thôi. Em mới giới thiệu cho quả. Thì tôi được sư đoạn kia. Order. Nó lát lát kiểu đây á. Tôi đang còn thấy không hơi lát. Dạ. Vậy thì gây đó. Theo nguyên tắc của nhạc. Tôi giỡn với anh thôi. Ủa phải mà nếu có quần mình đâu có quần mà mua không? Cái này đó anh là sang nguyên tắc đâu anh sợ. Còn cái này là cái gì đây? Lên nuôi ngắm cảnh không? Thế từ từ tới là sinh nghiệp không bảo. Ôi thằng kia nhẹ em đi. Thế vật. Dạ. Chưa chắc anh đã đi được. Đáng ơn thì còn đáng. Đáng đi đi ông. Ông bảo hôm nay từ còn đến hai. Đến bây giờ vẫn còn thế. Ông đi là ổn lắm anh nha. Ôm trọng án sao vì được ôm em ghét nặng đô. Vậy đâu đây? Việt Nam vô chi kì. Nhưng mà thôi, đó là chuyện tình cảm riêng tư của anh. Ôi, tao Phương vẫn đít cái kia, Phương đít rồi. Chưa thấy vào. Ôi, sao vậy lô. Thôi, nhảy cuối map đi, nhảy cuối map đi. Sao? Đấy. Phương đâu vào đâu? Phương ơi, nhảy luôn đi, Phương ơi, nhảy đi, nhảy Phương ơi. Rồi đi thôi. Phương ơi. Đường xanh đi. Ủa nó chưa nhảy. Đấy cái nó vẫn này. Chưa vào. À nhảy ơi nhảy ơi. Quay 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 điểm xanh ra, quay điểm xanh ra Phương ơi. Ai ken sao? Ui rồi, có một team nhá. Tôi thấy một team rồi này. Đi lên trên đi, team này nó xẻo mình cơ. Xẻo nó xẻo vào. Ôi có một thằng ngang sau lưng tôi ạ. À. Nó như kiểu nó ấn follow tôi sao, nó bay thì mà bay sát ấy. Ôi dồi đéo có súng à, cho chắc không xong. Băng đạn ạ, à. Băng đạn ạ, à. Con băng đạn. Ngàn cân treo sợi tóc mà vào nhà toàn thấy băng đạn rồi nào. Không có thằng đúng không, tôi thì có thằng bay sau lưng tôi mà nhỉ, hay lắm ấy. Số người chết sẽ có thể không dừng lại ở con số 2 cả. Vì sao? Tôi thấy một thằng nhá, đang chạy hàng rào kìa. Một thằng đang chạy hàng rào kìa. Nhưng mà nhiều thì mới biết được chứ. Alo. Hướng 130, 130 đang chạy giữa đường kìa. Tôi đây. Một thằng. Đây, đã có súng. Bắn đây có bị vướng vào cái tường không chịu á. Mẹ rồi. Thằng bên này đây, cô hỗ trợ tôi cái nào? Không ai hỗ trợ tôi cái gì cả. Tôi nóc 2 rồi này. Đúng rồi. Bắn giỏi mà cần thiếu hỗ trợ. Đúng rồi. Ta đã định nói thế nào? Ai cho mày cứu, ai cho mày cứu? Nóc 3 rồi, nóc 3 rồi. Bắn cái này nó còn chưa quen thì làm sao mà hỗ trợ. Rồi, chết 4 rồi thôi. Cả team rồi. Thế nhờ. Không ai bắn AK mà. Hoặc bắn bất kỳ một tiền thối nào vào sân sau nhà tôi nữa nha. Tùy anh. Nhưng tôi nghĩ anh muốn im ấm để đủ thở hay cơm cho nó lạ miệng. Thì tự anh biết anh. Chắc anh. Để cho anh
hai bạn AK không này, bên đang có AK hay kìa, đạn đụng này. Hai khẩu. Sao vẫn cứ khẩu Uzi nhỉ? AK này, bên này có AK này. Tôi lấy nó. À đây AK đây, AK đây. Đạn này, bên này có đạn AK này nhiều quá mày. Nhau nhặt toàn đồ vô vậy. Gà gáy giữa đêm tại nhỉ. Chớ nhiều quá cái thủ A à, nó thấy địch đông nhỉ, địch chết hết rồi, bắn chết bốn thằng xác ở ngoài ra mà thuốc. Trong khi tôi nó bắn địch quá, như điên thì mấy ông cứ chạy đi đầu đi đâu nhỉ. Thằng đạo ấy sao mà đến giờ sao bảy không à? Tôi vứt cho một đống đạn bảy, tôi 200 viên đạn bảy này. Phương đâu rồi? Ấy có đây rồi, 200 viên đạn bảy vứt giữa đường này. Ai can tình bao nhiêu, mặc dù làm lũng có những mặt chứ 80 viên ta buồn cây ba mẹ ăn phải cây ba. Đạo đừng có tạ tim nhá. Yêu cầu đạo không tạ nhá. À đi ông đi đi bẹo cùng lắm. Mày ơi. Mày ơi. Gì? Nhưng có thằng nào vừa bắn nhỉ? Ok, mất tâm. Đi lút ạ. À đây, 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 đây. Tôi là bộ đội chuyên cái tiếp không đây, có biết tăng nhau không? Giám đốc công an. Dạ. Nghĩ mưu năm ngoái, tôi là của tôi là không biết tụt phá là tụt phá. Thằng đấy, thằng đấy, còn đấy. Tôi chỉ nhiệm vụ không cho phép của nhận là công an, chỉ tùy cậu. Nhưng mà vụ án vừa rồi, nếu không muốn có đồng mối. Rồi đủ cây A đâu rồi. Tôi nhẹ tôi, tôi khó lắm kìa. Dạ. Tôi đứng ở thằng sách tụt ra. Tôi thì chẳng giúp gì cậu đâu. Còn gì không để nút ơi. Đạo ơi cho tao nút với. À? Nhưng mà tao lên được đạo ơi. Đạo ơi giúp tao đạo ơi. Đi xuống đấy làm cái mèn đi. À đây rồi. Cái tôi á, là bích giáo viên. Dạ, nó đi dạy cậu, nếu cậu muốn gặp nó hoặc là chiều nay 5 giờ tới nhà, còn gấp có sự tới trường chuyên của đạo ơi. Từ đó à? Mày có đạn xanh không? Tao có 146 viên thôi. Mày cho kệ, đưa tao xin đi nào. 146 viên này thật quá nhiều quá. Cảm ơn nha. Ơ có thằng bắn thính kìa, có thằng bắn thính ngay xuống 30 kìa. Mang đây. Có thằng bắn thính xuống 30 này, hay là mình này. Cảm ơn nhá. Mất dây. Tại mày nhá. Dạ, mình ấn nhầm cái nó nhặt. Có thằng bắn thính xuống 30 ngay gần mình này. Đây, lên, lên, ra chỗ ấy đi. Đây, ra đi. Chỗ nào? Xuống 30 này. 30 là ở đâu?
Không có này. Cũng không gần lắm đâu. Khá là xa. Để tôi chạy rồi, số 1 ai đây? Mạnh ơi. Ê, nó đang thả kìa. Hơi bị xa lên đấy. Công một phát là ăn được ngay. Không có xe, không có xe hơi khó. Không có xe tàu sao quá. Nó phải. Có người bên sở công an đang chờ đấy. Xe không quen thì gặp kiểu mọi. Ôi như nó xa lắm. Xa mà. Có xe thì ra không cần đâu. Có thôi. Không có thôi đi xuống rút khu này đi. Tí nó lại tự chạy. Ô, có thằng mấy thằng tranh nhau này. Cái bắn nhau à? Sướng. Ừ. 30 đây, bọn nó tranh nhau thính. Không phải. Có người khác. Cái thằng vừa bắn ở người khác. À, vừa bắn ở trước mặt mình này. Đấy e này. 40 là ngay nhà trước mặt mình luôn này. Ờ, chắc nó đang tranh nhau thính thế nào. Nhưng thực sự tôi cũng không biết cái anh cần là thông tin gì. Phải từ ngay trước mặt mình luôn này. Rồi lắm. Xin cô giúp tôi bằng cách nhớ lại tất cả những sự việc liên quan đến bãi rác. Tức là để cười ở mặt. Bãi rác đó trước đây, đêm nào cũng nhàn. Khoảng 11 giờ đến tối đa là 12 giờ đêm. Là có một xe chạy ở ngoài kia rồi. Từ từ nhá, từ từ thôi, ngồi xuống đi. Từ từ. Xin lỗi. Phải quan sát á. Tôi có hai điều. Cẩn thận Phong. Đây rồi đây. Vì sao tôi biết đó là một thông tin từ xa. Và bãi rác đâu phải là nơi lý tưởng để bọn tôi. Trong số tụi này có hai người cùng học với tôi thời trung học nên tôi biết. Ôi ôi, ôi cẩn thận. Cứu cứu cứu. Ôi sao mình lại để bớt rồi, sao qua cho mình để bớt nhở? Rồi ơi, ui này có thằng nữa đây, ôm đạo còn cách 100 mét thế kia, sao qua mình để bớt nhở? Lỗi quá, thôi anh ạ, thôi anh ạ, thôi anh ơi thay, ôi ôi chết rồi, ôm đạo còn cách xa một cây số này ra trả thù tim nhanh. Nào lên. Đạo đâu? Thể lên đạo. Lên. Nó nút lại. Nó nút kìa. Lên bắn nó. Từ từ đi. Không có từ từ nhá. Bọn nó không để ý đâu, nó tưởng hết rồi. Vừa thấy nó ở gốc cây một thằng xong. Không có một thằng rồi. Lên tiếp đi. À, anh Hoàng nè. Tôi nói nhé. Không phải đấy. Đấy đấy kìa. Đấy kìa. Trời ơi bắn kìa, trời ơi bắn kìa. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đạo ơi là đạo. Nó cả cây ba gì. Ông bắn trước bao lâu. Vào đây. Tiếp luôn không? Tiếp luôn không? Dạ. Ừ. À, thôi tôi nghỉ ấy. Ừ, chết tôi nghỉ. Mai đi học. Ừ. Bye bye. Ừ, bye bye. Đây, ba người bán thôi. Phương tải sân hốc chưa? Chờ mẹ gua đi.
cua đi. Ờ. Cái gì con? Hạt mày. Cả cái tận mày. Mày. Thôi, ấn follow đi. Máy bị lag thì ấn follow đi. Để chẳng may có bị lag thì nó có nhảy cùng team luôn. Tất cả đạo đạo, đạo cả, đạo cả, đạo cả. Đạo cả. Đạo cả. Đạo cả. Đạo gà nào đây, cô chiến ký tiếp không hả nào? Ủa nào à, alo alo, tôi chết mẹ rồi, mic lại ngáo rồi, tắt mic nhà là biết ngay là bị ngáo rồi. Alo. Alo, anh nghe gì không? Có. Alo. Lộn con kia. Nghe rồi. Nhảy đây. Pochin Saki. Ngang sao nó cứ tập nó khó chịu nhỉ? Ấy lác tập kiểu gì? Kéo nó làm gì? Nó cứ tập thế nhỉ? Có 4 thằng ở khu trước mặt mình nhá. Tôi thấy 1 thằng rồi này. Tôi thấy 2 thằng rồi này. Ôi lỗi thế. Em cũng sọt gần thôi. Bắn em mà không chết, thằng này có súng chết à? Này. Thằng nào bắn? Ngay trước nhà. Ở trên chơi con thằng ấy. Còn nữa, ok. Đi cứ bắn. Ở bên sau mình còn thằng nhá. Ôi. Đi. Cẩn thận đấy. Bắt đầu quay. Ui đông thế nhở? Ui đi đông thế. Phía sau có một thằng, phía trước tứ phía đi. Tứ phía có địch luôn đấy. Đúng kiểu tứ phía địch, không phải hướng nào. Chết chưa? Chưa kẹt.